con nặng đi lên vòng với đi lên vòng thằng quay về đây chứ. Cái đường này mà đường này vào nhà ông ấy mà nhà mô đấy đúng không? Đừng quên uống này nhờ. Cứ chợ chính ấy nhờ. Bên này chưa đi, bên kia đây. Không này, không này. Đi lên ủy ban nhá. Ờ, cứ đi vòng đi thằng được học bằng B2 đấy, bằng B2 là xe đi lái xe bột xuống rồi. Tên đầu nói đi con sân rộng ấy. Nó có hình là gì? Đến băng nằm rồi, đang mua xăng tí để vào, để vào. Đang ở nhà, đang ở nhà là đang chuẩn bị vào.
bạn chẳng hình dung ra nhà cái ông đấy cả. Ông đấy chưa được vào bao giờ. Ấy à, đây còn cái đường hầm quá. Đường to là ngợp đấy. To là ngợp.